Hello các chị em, video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các chị em cách tẩy trang bằng dầu tẩy trang nhá. Bên Huyền Phi thì mới ra một dòng dầu tẩy trang cực kỳ cao cấp luôn. Tuy nhiên là không phải chị em nào cũng biết cách sử dụng dầu tẩy trang. Dầu tẩy trang giống như là các chị em cứ nghĩ đơn thuần là cứ tẩy trang là sẽ nhỏ ra bông tẩy trang, sau đấy thì là mướt mướt trên da là tẩy trang đúng không? Tuy nhiên là dầu tẩy trang là tiện lợi hơn rất nhiều so với vấn đề là sử dụng nước tẩy trang. Đấy là không cần phải sử dụng bông, các bạn không phải tốn tiền sử dụng mua bông nhá. Cái thứ hai nữa là nó cực kỳ tiết kiệm. Đây là mình đang nêu ra những cái ưu điểm của dầu tẩy trang so với nước tẩy trang. Ví dụ như là một chai dầu tẩy trang như thế này bên mình là 150ml thì các bạn sẽ sử dụng được trong tầm khoảng 5 tháng nhá, 5 tháng các bạn nhá. Còn nếu như mà các bạn sử dụng một chai nước tẩy trang dù là 300ml hay 400ml thì một cái chai nước đấy cũng chỉ có sử dụng được 1 tháng thôi. Các bạn biết vì sao không? Tại vì là nước tẩy trang sẽ phải đổ nước ra bông tẩy trang và ít nhất mỗi một cái mặt như vậy là các bạn sẽ phải bổ ra tầm khoảng 5 đến 6 cái bông tẩy trang và làm ướt, lau xong rồi để lại hai bông nữa, lau sau đấy để thêm hai bông nữa, cuối cùng là lau đến khi nào mà nó sạch hẳn ở trên da mặt thì lúc đấy chúng ta mới bỏ cái bông đấy ra và không nhỏ thêm nước nữa. Tuy nhiên dầu tẩy trang này một lần là sạch bách luôn, một lần là sạch luôn. Và nếu như các bạn có muốn test cái độ sạch của cái dầu tẩy trang này thì các bạn cứ sử dụng dầu xong nhá, sử dụng dầu tẩy trang test xong, xong các bạn cứ lấy thêm một miếng bông tẩy trang và đổ nước tẩy trang ra biết xem là ở trên da còn có một tí cặn bẩn nào không. Nếu như vẫn còn, mình cam kết hoàn tiền cho các bạn nếu như các bạn sử dụng cái dầu tẩy trang này mà vẫn còn vết bẩn ở trên da. Tại vì mình đã test rất là kỹ lưỡng rồi và phản hồi của khách hàng đều sạch ngay từ lần đầu tiên sử dụng luôn nha các bạn nhá. Nhưng mà cái cách sử dụng ấy là không phải ai cũng biết sử dụng dầu đâu. Không phải ai biết cách sử dụng dầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nôm na. Bây giờ thì mặt của mình đang đi làm nên là mình không có tẩy trang ở cơ quan được. Mà tối về thì mình cũng có rất nhiều các video mình hướng dẫn trực tiếp rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình nói qua lý thuyết để cho các bạn có thể hiểu về nguyên lý của dầu tẩy trang. Đấy là dầu tẩy trang khi mà các bạn nhỏ cái dầu tẩy trang này lên massage ở trên mặt đó, nó sẽ không ra vết bẩn. Không ra vết bẩn nhá, không ra một chút vết bẩn nào luôn. Vì vậy cho nên là nhiều bạn đổ cái dầu tẩy trang này ra tay và massage lên mặt và rửa lại thì thấy không hiệu quả. Tại vì nó đâu sạch, tại vì đấy cũng chưa phải, các bạn sử dụng chưa đúng, đúng không ạ? Khi mà sử dụng đúng là như thế này này. Bước thứ nhất, bây giờ là bước này, bước thứ nhất, các bạn mở cái này cho mình, mở cái này là cái khóa van. Sau đấy thì mở xong nhỏ dầu tẩy trang ra một lượng vừa đủ nhá, tầm khoảng 3 đến 4 giọt dầu tẩy trang ra lòng bàn tay. Sau đấy thì sẽ dùng ngón tay chiu. Rồi đó, xong. Massage hết toàn bộ mặt, môi đủ luôn. Dầu tẩy trang này tích hợp một cái rất là tiện lợi, đấy chính là tích hợp cả tẩy trang mặt và mắt môi luôn. Có rất nhiều dòng nước tẩy trang thì các bạn, hoặc là dầu tẩy trang thì người ta chỉ có sử dụng cho mặt và không sử dụng được cho mắt môi. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn trang điểm, make up, son môi hay là mascara hay là hay là các bạn vẽ mắt bằng eyeliner ấy, thì là các bạn sẽ ấy sẽ không được ra, không có tẩy ra được. Nhưng mà cái này được cái là tích hợp giữa tẩy trang mắt và tẩy trang mặt luôn, nó sạch đến cỡ đấy đấy các bạn. Đấy, các bạn cho một ít dầu tẩy trang ra bàn tay, sau đấy thì massage nhẹ nhàng lên khuôn mặt của mình, sau đấy thì lấy một ít nước đổ lên, và đây mới là cái bước làm sạch này. Đây mới là cái bước làm sạch nha các bạn. Rồi lấy một ít nước lọc, nước sạch đổ lên đây. Sau đấy thì massage tiếp. Đây gọi là cái bước số 2. Bước số 2 là bước nhũ hóa dầu tẩy trang. Nhũ hóa thì cái bước nhũ hóa này nó mới bắt đầu làm sạch nha. Nó cái dầu này nó phải kết hợp với nước nhũ hóa ra thì lúc đấy nó mới tẩy trang được những cái vùng make up ở trên da mặt của mình. Và sau khi mình massage lại với nước thêm một phát nữa thì rồi ôi. Ví dụ như mắt thì các bạn cứ massage kiểu này cho mình, môi thì các bạn cứ massage như thế này cho mình. Đấy, massage hết. Sau đấy các bạn rửa lại bằng nước sạch, sạch tinh luôn, không hề có bất cứ một chút gọi là mascara hay son môi hay là bất cứ một cái gì vương vấn ở trên khuôn mặt của các bạn nữa. Đó các bạn ạ, nó sạch đến cỡ đấy nhá các bạn nhá. Đây gọi là siêu phẩm dòng dầu tẩy trang mà sau khi tẩy xong một phát là mặt của các bạn sẽ sạch tinh và sẽ nhẹ hẳn cả cái khuôn mặt luôn. Nó là dầu tẩy trang, tuy nhiên cái lượng dầu ở trong cái sản phẩm tẩy trang này nó ít, nó không có nhiều giống như những cái dòng tẩy trang khác, dòng dầu khác. Vì vậy cho nên nó rất là nhẹ mặt. Nếu như các bạn mà dùng những cái dạng mà gọi là siêu dầu thì các bạn sử dụng nó sẽ rất dễ bị bí tắc lỗ chân lông và gây nên mụn. Còn cái dòng này các bạn sử dụng nó nhẹ tênh luôn và nó sạch sạch đến từng chân lông luôn ấy. Nó sạch đến cỡ đấy.
Đó, mình chỉ có nói như vậy thôi, còn mua hay không là tùy các bạn. Các bạn mua một chai nước tẩy trang tầm khoảng 200.000 hay 300.000. Đó, nhưng mà dầu tẩy trang bên mình là bán 350.000. Tại vì sao mình bán 350.000? Tại vì đây là cái giá quá rẻ so với một cái dòng dầu tẩy trang cao cấp rồi. Nếu như các bạn mua một cái chai dầu tẩy trang cao cấp, nó phải tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu một chai, thì bên mình chỉ có bán 350.000 thôi. Các bạn nhớ là đây là dầu tẩy trang, không phải là nước tẩy trang nhá. Nước tẩy trang nó rất là rẻ. Đó là mình nói thật, nước tẩy trang nó rất là rẻ. Nhà máy mình sản xuất nên là mình biết nước tẩy trang cực kỳ rẻ, nhưng mà dầu tẩy trang thì nó không rẻ chút nào. À, và tại vì nó tiện lợi mà, các bạn mua một chai nước tẩy trang có 200-300 nghìn, các bạn thấy to lùng như vậy nhưng mà chỉ có sử dụng được một tháng. Nhưng mà dầu tẩy trang các bạn nhìn thấy ngọn ngọn như thế này thôi, nhưng mà cái này dùng được nửa năm, nó tiết kiệm đến cỡ đấy. Mất công đi mua đúng không ạ? Xong đấy thì tốn nhiều tiền hơn, 4-5 chai nước tẩy trang trong vòng 4-5 tháng á, các bạn đã mất đi tầm khoảng 1 triệu rồi, 1 triệu đến 1,5 triệu rồi. Nhưng mà chai dầu tẩy trang chỉ có 350 nghìn, nó quá là rẻ. Thế nhá các bạn nhá, bye bye.